có một vị tướng đặc biệt mà sách lịch sử Việt Nam không nhắc tới, Phạm Ngũ Thư. Sau khi nghe tin cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, ông đã vào Thanh Hóa và xin đầu quân. Để thăm dò binh lực cũng như nắm tình hình giặc, ông đã thiết lập một hệ thống tình báo với nhiều người ăn mày. Do ông làm bang chủ, bản thân ông cũng cải trang thành người ăn xin để có thể tự do đi lại khắp mọi nơi, dễ dàng lượn lờ thâm nhập vào căn cứ của địch mà không bị nghi ngờ. Sau khi quét sạch Giang Minh ra khỏi bờ cõi, Lê Lợi lên ngôi vua và ban thưởng rất hậu hĩnh cho Phạm Ngũ Thư, đồng thời đề bạt ông làm quan, nhưng ông đã viện cớ tàn tật để nhận 200 mẫu ruộng và xin về quê sống. Toàn bộ số ruộng nhận được, ông đều trao cho dân nghèo cày cấy. Ông an ủi và chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, truyền bá đạo Phật cho họ. Sau khi mất, trên bia mộ của Phạm Ngũ Thư có khắc dòng chữ Phạm Khất Sĩ Tri Mộ, nghĩa là mộ của người ăn mày họ Phạm.